Đây, mùa xuân tới rồi. Ở nhà rảnh quá không biết làm gì, cho nên là đi Home Depot để mua đất về chăm sóc cái vườn. Bữa giờ cái vườn bị bỏ bê quá, tại mùa đông á, cây cối nó chết hết. Đấy, mùa xuân rồi, cây cối xanh tươi nè, đó nhìn thấy có mùa xuân dễ sợ, đẹp dễ sợ. Đấy, hôm nay mình đi mua đất, đi mua cây nha. Hoa quá trời hoa, đẹp quá trời. Đó. Mùa xuân rồi cho nên người ta bắt đầu trồng. Đi tìm một vài loại cây bổ sung cho cái vườn. Vườn cây chết nhiều quá rồi. Mùa đông ngoài trong đó. Kiếm cây ớt đi. Về dăm xuống à, ớt đây thôi, coi còn cây nào nữa không, cà chua nhà mình còn ngò. Cái này rất là khó trồng nha, lần trước trồng cây ngò rồi mà không biết sao nó chết hết à. Khó trồng cái cây này lắm mà tại vì cái này mình ăn nhiều nè, thành ra là mình muốn trồng mà. Và lần trước trồng xong mà thấy nó queo. Đây, cây này. Cái này nhìn nó giống dưa leo vậy đó, nhưng mà nó không phải là dưa leo. Ăn cũng ngon lắm, ăn sống cũng rất là ngon. Hôm nay muốn kiếm dưa leo mà sao không thấy cây dưa leo ta. Toàn là cái trái này không nè. Nhanh lắm, nó leo lên ra trái cũng nhanh lắm. Thử. Còn sống không đây? Quẹo quẹo vậy. Hình xui nha. Có khi trồng nó lên, có khi trồng nó chết. Hai cái. Rồi. Qua bên đây coi thử coi có dưa leo không. Em lia vô nguyên hàng cây nè. Đủ hết các loại nè. Đó. Ớt, biết đồ đủ hết luôn. Cái này cho bí. Cái này trái swat nè. Đó. Có đủ hết các loại mà không có dưa leo không? Có swat. À đây rồi, cucumber. Rồi, tìm được rồi. Mê cái cây này lắm. Lần trước trồng cái cây này ở ngoài vườn á, trái ăn không kịp luôn á. Mấy con sóc ăn hết. Bây giờ trồng lại đây. Rồi, được 3 cây cucumber rồi, ok rồi. À. Rồi.
Trời ơi, cái bông này bông gì đẹp quá ha. Wow, người ta đóng cửa rồi, hết mua được rồi. Lần tới mua bông đỏ này đẹp quá nè, là cái vườn lên xanh luôn nè. Không biết còn cho trả tiền không, chắc là close. Cái này còn mở cái kia không ta? Hên xui, vô hỏi nếu được thì mua một chậu. Bông này đẹp quá nè. Đây cũng còn nụ nở nhiều lắm cho nên là mấy cái này chắc ok. Đây đây đây, thằng này được nè, nở nụ nhiều mà ít có héo. Tự nhiên chơi bông à, từ đó giờ đâu thích bông đâu, không hề thích bông, chỉ thích cây ăn trái thôi, mà giờ tự nhiên nổi hứng lên muốn mua bông nè. Đó, mua bông cho nó màu bông, bông màu phong thủy đó, màu đỏ để cho nó hên nhà hên cửa coi. Chậu hay hai chậu ba. Chậu này mới nè, chậu này còn nhiều nụ nè. Đấy, hên xui nha, chồng có nó lên là lên lần thôi. Yêu cũng chết queo rồi nhưng mà còn nhiều nụ lắm, chơi đi. Ây da, gãy chết mẹ. Rồi, vô trả tiền. Ok, ao ra được đấy. Là chiến tích của mấy cây cà chua cũ nè. Đó, mấy cái lồng này là cà chua nè, mà mùa đông mà nó chết hết trơn hết trọi à. Thành ra là bây giờ là coi như mình làm lại à. Nó có cái lồng sẵn rồi. Nhưng mà cây rau thơm đấy, bây giờ là rau thơm mọc đầy hết trơn luôn. Cắt bỏ thì ủ và nó lấn hết đất của cà chua luôn vậy đó. Đây, bị trừ làm sao để mà mình trồng nó xuống, sát làm sao. Người ta thì người ta để luôn ở trong cái chậu này một thời gian để cho nó cứng cáp một chút xíu, rồi bắt đầu người ta mới lấy ra, là cắt cái chậu lấy ra. Đó. Mà để mình để trong này thì không có tưới thì nó sẽ chết mất. Đó. Chỗ Lý, chỗ Lý trồng cây nè, mày đã lát nữa xử đi. Bây giờ mình qua nè, đây là rau thơm, là các loại rau thơm. Mình quay cái rau ha, mấy cái loại rau thơm trong vườn là tự động nó mọc lên. Đây là hành, cái hành khổng lồ, hôm bữa mới vừa cắt để ăn rồi, để nấu súp rồi đó. Mà bây giờ nó vẫn còn, nó ra cái bông này nè. Rồi cái bông này nó bay ra, nó tràn ra cái vườn để mà nó lên cây hành nữa vậy đó. Chứ còn mình thì không có trồng, không biết tự nhiên sao tự nhiên nó lên nữa. Đó, bây giờ bên này là để hello đi kìa chú Linh, hello. Đây là rau diếp cá, mới vừa cắt hết một khoanh này để ăn thịt luộc rồi đó. Còn lại là nó lên mọc xanh luôn. Tại vì cái này là má chồng đó, má chồng qua đây găm xuống cho một chùm nhỏ xíu vậy thôi, tưởng nó chết, nó không sống, ai về nó bò đây vườn hết trơn. Đây là cây chanh dây của mẹ của Thảo trồng cách đây 3 năm, mẹ trồng là trái quá trời luôn đó, hái vô ăn varabinsi bổ lắm á. Này là mẹ chồng cách đây 3 năm đó, mà bây giờ nó lên tùm hết trơn luôn, cái gốc nó bự lắm rồi. Ở đây là hành nè, đủ hết. Ở đây thì có cây cà chua này, không biết tại sao tự nhiên lại có một cây cà chua ở đây mọc lên, không có ai trồng hết á. Mà mẹ ơi, à? Cái ở chỗ này là worm. Worm là gì? Worm là con sâu á hả? À trời ơi, đây là cây cà chua này là chắc là anh Hai hay là Châu Lì gì đó bỏ hột xuống hay không, sao nó tự động. Rồi cho mẹ chút đã. Cái này là còn rễ nè. Đó, cái này là còn rễ của mấy cây dưa leo hồi trước trồng đó. Con làm để cái đất ra được. Hả? Lấy cái đất ra được, con muốn làm nữa. Nè, con cầm đi nè. Đó, lát nữa con trồng cái cây kia, còn một cây nữa. Để mẹ trồng cái này xong rồi con trồng mấy cây kia. Con nhớ cắm xuống để con nhớ cây nào là cây dưa leo của con nghe.
Là dưa leo của con biết là cái này dưa leo của con. Ừ. Mẹ ơi, bây giờ tưới bây giờ đi. Lát nữa con tưới cây nha. Rồi con cắm xuống. Dưa leo của con đó, con tự cắm xuống để con nhớ. Rồi. Đây là hai cây zucchini. Là một cái giống, nó giống như là dưa leo mà nó bự hơn dưa leo. Là zucchini. Cho lì, con khoái ăn dưa leo nhất đúng không? Dạ. Con thích dưa leo lắm đúng không? Dạ. Châu Lì là một ngày ăn mấy trái dưa leo, Talia cũng ăn mấy trái dưa leo một ngày luôn. Thành ra là nhà phải trồng. Đó, để sắp tới mà mình mà không có đi ra đường mua dưa leo được thì nhà mình có dưa leo để ăn sẵn. Thấy không? Thấy không con? Dạ. Rồi con cắm cái giấy xuống để con tự nhớ. Là đây. Ủa? Là trái dưa leo của con. Đó, con cắm cái này cái gì vậy? Dưa leo đó nè. Cái là cái giấy để mình biết đây là cây gì. Thấy không? Để mình nhớ mình chăm sóc nó, con hiểu không? Dạ. Đó. Rồi cho đi lấy nước tưới đi. Dạ. Nha. Còn cái góc bên kia để mẹ trồng bông. Mở một mình dưa leo nha. Ừ, đáng lý mẹ phải uống hai cây này đem về cái vàng bên kia. Để đưa mẹ mượn lại cái. Mẹ mượn lại cái này. Tại vì bên này nó chật quá. Con để lên để con tưới ở đâu là tưới dưa leo. Đợi mẹ chút, mẹ bứng hai cây này đi vậy. Con. À. À, con muốn làm hả? Tí rồi mẹ cho con tưới cây nha. Ok. À, đây là cà chua nè. Đó. Bên đây là chanh dây. Chanh dây, đây là hành. Là rau thơm á, gió nó thổi bay sao nó mọc khắp nơi hết nè. Rau thơm mọc khắp nơi, đây là sả, đây là cây sả. Xả, đó, chanh dây. À. Rồi, em qua hướng kia. À, còn cái cây này nè, không biết là cái cây gì nè. Đó, bà con coi nè, đây là cây gì. Cây gì không hiểu luôn mà cũng chắc như chồng. Thế thì nói là đây là cây táo. Thả hột táo xuống nó lên như vậy, không biết có phải không? Dạ, cái này apple của anh hai đúng rồi. Đúng rồi hả? Cái apple của anh hai đúng rồi hả? Đó, chắc như nói là đây là cái táo không biết phải không nha. Rồi con coi thử. Cái hành nè, đó. Hành khổng lồ. Cái hành khổng lồ đó. Không biết tại sao tự nhiên nó mọc ở trong vườn nhà mình á mà quá trời vậy đó. Rồi đây là cái lựu. Hôm bữa chết hết trơn, mùa đông chết trơn rồi. Nên tự nhiên bây giờ nó lại lên lại. Đó, cây lựu, đây là cây lựu. Đấy. Bên kia thì cái vàng kia là toàn là rau thơm. Đằng xa xa kia kìa mọi người nhìn thấy không? Đó là cây chanh. Kế bên cây chanh là cây mận. Đấy. Quay sát cái góc đó là có thêm aloe vera. Mình